Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Nội loạn trong bộ quốc phòng, hai tướng Giang và Cường bất hòa. Đại tướng Phan Văn Giang đi lên từ chức tổng tham mưu trưởng, còn đại tướng Lương Cường đi lên từ chức chủ nhiệm tổng cục chính trị. Trong chế độ độc tài cộng sản, quân đội lại có loại tướng văn chuyên bơm chất kích thích Mark Lenin cho quân lính. Đấy là tổng cục chính trị, một đơn vị chuyên làm công tác tư tưởng trong quân đội. Từ thời xưa, quan văn và quan võ thường không ưa nhau. Mỗi khi đất nước đứng trước nguy cơ chiến tranh, bên văn thường hay chủ hòa, còn bên võ thì hay chủ chiến. Bên văn chê bên võ là võ biện, hữu dũng vô mù. Bên võ thường chê bên văn là hèn nhát. Nếu ở triều đại minh quân, vua biết chọn bề tôi trung nghĩa, thì sự đối chọi giữa quan văn và quan võ không gây gắt. Nhưng nếu ở dưới thời hôn quân, thì sự chống đối, bè phái, gây ảnh hưởng diễn ra triền miên khả năng cao, ông Lương Cường sẽ là chủ tịch nước sau hội nghị trung ương 10. Cộng sản không có một minh quân nào, các tổng bí thư hầu hết đều là hôn quân, chỉ khác nhau về mức độ độc tài và hà khắc. Quân đội được xem như là một nhà nước thu nhỏ, là nhà nước trong nhà nước. Họ có tòa án riêng, có cơ quan điều tra riêng, có cơ quan tình báo, vân vân. Và quan trọng nhất, trong quân đội có hai hệ thống văn và võ song song tồn tại nhóm lợi ích bên tổng cục chính trị không ưa bên tổng tham mưu trưởng và ngược lại. Họ đấu đá với nhau từ năm này qua năm khác để giành từng vị trí và ảnh hưởng. Cuối năm 2020, đầu năm 2021, tướng Phan Văn Giang, tổng tham mưu trưởng, đại chiến với tướng Lương Cường, chủ nhiệm tổng cục chính trị, để giành nhau ghế bộ trưởng bộ quốc phòng. Kết quả, ông Cường thua trắng bụng nên đành tiếp tục ngồi ghế cũ, chịu sự chỉ đạo của tướng Giang. Là ủy viên bộ chính trị nhưng lại phải ngồi ghế chủ nhiệm tổng cục chính trị là nỗi nhục đối với lương cường. Giới văn hay chê giới võ là võ biền nhưng lại thua giới võ trong trận đấu quyết định ghế bộ trưởng. Ngồi ghế chủ nhiệm tổng cục chính trị hơn 3 năm thì tướng Cường được ông Trọng kéo ra khỏi quân đội và giao cho ghế thường trực ban bí thư. Tuy nhiên ông ngồi ghế này chưa lâu thì ông Trọng qua đời và Tô Lâm nhảy ra thay thế. Hội nghị Trung ương 10 sắp tới, khả năng cao ông Lương Cường sẽ trở thành chủ tịch nước. Lúc đó ông đã thoát khỏi ban bí thư, nhưng nếu không chịu hòa hợp hòa giải với tướng Giang thì chẳng khác nào ông tự làm yếu mình. Dư luận trong nước cũng như quốc tế đánh giá rằng phe quân đội đang muốn trỗi dậy để cân bằng quyền lực với Tô Lâm. Nhưng với thực tế, nội loạn trong Bộ Quốc phòng vẫn chưa được giải quyết thì bài toán khó không phải trên tay Tô Lâm mà là trên tay Lương Cường và các tướng quân đội khác. Ông Phan Văn Giang từng chiến thắng ông Lương Cường tại đại hội 13. Nội loạn bao giờ cũng tự làm chính mình suy yếu. Trong nội bộ đảng chia phe, đánh nhau hết hiệp này đến hiệp khác, hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác. Như vậy chỉ khiến đất nước khốn đốn, khiến đảng phải cầu cạnh sự bảo hộ của Trung Quốc. Và nhờ đó, Tập Cận Bình vẫn chi phối Việt Nam thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phạm vi hẹp, khi Bộ Quốc phòng có nội loạn thì Tô Lâm hưởng lợi nhiều nhất, hiện nay thế lực duy nhất có thể cân bằng quyền lực với Tô Lâm chính là quân đội. Nhưng nếu quân đội tự làm suy yếu chính mình bằng sự chia rẽ thì trong tương lai Tô Lâm có thể loại bỏ lớp tướng tá hiện tại và đưa những tướng thân với ông lên. Trong Bộ Quốc phòng hiện có một thứ trưởng, thượng tướng là người gốc Hưng Yên. Ngoài ra Hưng Yên còn có một trung tướng, ủy viên trung ương đảng là tư lệnh quân khu 1. Hãy xem thời gian tới, tướng Cường và tướng Giang sẽ giải quyết bất hòa như thế nào. Có lẽ Tô Lâm là người muốn biết kết quả nhất. Khẩu phần bánh mì bị cắt giảm và chất lượng kém, người Cuba đối mặt với cuộc sống khó khăn. Ngày 17 tháng 9, AFI tiếng Việt loan tình, Cuba cắt giảm khẩu phần bánh mì hàng ngày vì khan hiếm nguyên liệu. Theo đó, thứ Hai ngày 16 tháng 9, chính quyền Cộng sản Cuba đã cắt giảm 25% trọng lượng khẩu phần bánh mì hàng ngày được nhà nước bao cấp. Đây là sự thiếu hụt mới nhất gây khó khăn thêm cho chương trình bao cấp kéo dài hàng thập kỷ do ông Fidel Castro quá cố lập ra. VOA cho biết bánh mì, một trong những loại thực phẩm cơ bản ít ỏi vẫn được bao cấp ở Cuba, sẽ bị giảm từ 80g xuống còn 60g tương đương với trọng lượng của một chiếc bánh quy thông thường hoặc một bánh xà phòng nhỏ. Giá của nó cũng giảm nhẹ, chỉ còn dưới 1 peso, tương đương 84 đồng Việt Nam hoặc 1/3 xu Mỹ. Và đây là hình bản tin trên VOA. Nhưng theo VOA, nhiều người dân Cuba với thu nhập khoảng 4.600 peso một tháng hay gần 370.000 đồng, khoảng 15 đô la hầu như không đủ khả năng mua bánh mì đắt tiền hơn trên thị trường tư nhân, khiến họ không còn nhiều lựa chọn khác. VOA dẫn lời bà Dolores, một cư dân Havana, nói với một hãng tin quốc tế khi bà đứng bên ngoài một tiệm bánh mì ngày 16 tháng 9 rằng: "Chúng tôi phải chấp nhận thôi, chúng tôi còn có thể làm gì khác? Không có lựa chọn nào khác." VOA cũng cho biết, tuần trước Cuba nói rằng họ đã hết bột mì cần có để sản xuất bánh mì một tình trạng khó khăn mà chính phủ cuba quy cho lệnh cấm vận thương mại của hoa kỳ là một tập hợp phức tạp các biện pháp cấm đoán gây khó cho các giao dịch tài chính toàn cầu của cuba đảo quốc caribe này đang bị thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực nhiên liệu và thuốc men tình trạng này đã dẫn đến cuộc di cư kỷ lục của công dân nước này sang hoa kỳ gần đó voa cho hay sổ tem phiếu của cuba được người dân của hòn đảo này gọi là Libita từng được coi là dấu ấn lớn của cuộc cách mạng năm 1959 của ông Fidel Castro. Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm được trợ giá rất nhiều cho tất cả người dân Cuba, bao gồm bánh mì, cá, thịt, sữa và các đồ dùng vệ sinh. Ngày nay, chính phủ Cuba gặp khó khăn vì khủng hoảng. Họ chỉ cung cấp một phần nhỏ trong số những sản phẩm đó và chúng thường đến muộn, chất lượng kém hoặc thậm chí là không hề có. Và đây là hình người Cuba biểu tình phản đối tình trạng khan hiếm nhiên liệu và lương thực. VOA dẫn lời ông Matos, người Havana, nói rằng ông không phát hiện thấy sự thay đổi về kích thước bánh mì ngày 16 tháng 9, nhưng ông không hài lòng với chất lượng. Chất lượng tệ quá, ông nói, ngay sau khi mua khẩu phần ăn của mình, bột có vị như axit. Vẫn theo VOA, chính phủ Cuba nói Họ có kế hoạch tăng cường kiểm tra các tiệm bánh mì của nhà nước để đảm bảo chất lượng không bị ảnh hưởng. Được biết kể từ đại dịch Covid-19, giá nhiên liệu đã tăng 500%, điều này đã gây rắc rối cho Cuba, nước này chủ yếu sử dụng các nhà máy điện đốt dầu. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela, đồng minh và là nguồn cung xăng dầu ít ỏi của Cuba đã khiến nguồn cung này bị gián đoạn việc mất điện luân phiên đã xảy ra trên diện rộng ở Cuba. Về thực phẩm, Cuba chủ yếu dựa vào nhập khẩu khoảng 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Này do nguyên liệu khan hiếm nên một phần dự trữ ngoại tệ để mua thực phẩm đã phải chuyển sang mua nhiên liệu. Cùng với đó là mùa màng thất bại khiến Cuba phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Những khó khăn này đã khiến các cuộc biểu tình bùng phát từ tháng 3 năm 2024 bắt đầu từ thành phố Santiago rồi dần dần lan sang những thành phố khác. Sau khi các cuộc biểu tình diễn ra, chính phủ Cuba đã liên hệ chương trình Lương thực Thế giới nhằm cung cấp sữa bột cùng nhiều mặt hàng khác để giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết và sự bất mãn vẫn tiếp tục gia tăng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin khẩu phần bánh mì bị cắt giảm và chất lượng kém người Cuba đối mặt với cuộc sống khó khăn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.